nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Yeah. Xin mời quý vị cùng với chúng tôi chấp ta lại niệm như bổn sư. Nam mô bổn sư thích ca mâu ni Phật. Nam mô. Sư Tinh ca dần ni dần nam mô bổn Sư Tinh ca dần ni dần Vũ Thường Tâm Tâm Vi Diệu Pháp Bá Thiên dần Kiếm nạn dần hồn ngã kiêm kiến văn đấng tội trì nguyện như nơi chớ tiên nghiệm yeah. nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật yeah. thưa quý vị hôm nay à, chúng ta học à, tiếp uh, à, kinh phạm võng À, giới Bồ Tát à, Kỳ trước à, chúng ta học đến phần à, à, Cái giới là không có à, khen mình à, Chê người à, Chúng ta học à, mấy tuần ha? Chúng ta biết rõ Rằng là cái giới này đó à, Nhắc chúng ta đừng có tự tân bốc mình lên Ờ, rồi chà đập người khác nếu mình có công đức có phước báo thì à, cái từ trường đó, đó nó lan tỏa khắp mọi nơi không cần tự khen mình tự tân bốc mình tự uh, đi quảng cáo mình ừ. à, những người khác họ sẽ nhìn cái hành động cử chỉ lời nói uh, những gì mình làm À, à, lợi cho người khác, à, mình trang trải cái tình thương, à, cái tâm từ bi, à, sự hiểu biết, sự tha thứ thì những người xung quanh mình họ sẽ hiểu được điều đó, cảm nhận điều đó, không cần mình phải đi quảng cáo chính mình. Rồi nếu mà người khác có lỗi, có tội hay không á? Thì tự họ phải chịu lấy cái quả báo Mình không có cần uh, uh, nói rõ, chỉ trích uh, Tùy theo cái nhân duyên Nếu giả sử mình uh, vì bổn phận Làm cha, làm mẹ, làm thầy Người lớn mình nhắc nhở, hướng dẫn uh, Còn nếu mình không có bổn phận Hoặc là họ không có tin mình, không nghe mình uh, Thì những cái điều mình nói ra đó À, sẽ gây ra cái sự um, hiềm khích à, cái nghịch duyên với nhau ừ. cho nên à, cái lỗi này đó à, Đức Phật ngày dạy trong kinh um, à, phạm Võng này đó à, rất là quan trọng ừ. à, vì à, nếu mà quán chiếu thâm sâu người ta biết hơn à, tất cả những cái tội lỗi những cái phiền não phát xuất từ cái sự chấp ngã mình tu mình phải không phải là dìm cái ngã xuống mà quên đi hay là buông xả nó không thấy mình tu vô tu tu chứng vô chứng chứng mình tu mình không thấy mình tu mình làm mà không chấp mình làm mình giúp người khác mà không chấp giúp người khác mới thực sự là giúp À, nên cái đó là cách mà đức phật luôn răng giải chúng ta Rồi trong cuộc sống hàng ngày cũng vậy à, mình làm việc gì mà mình không có dính mắt chấp trước thì tâm mình nó nhẹ nhàng thanh thản còn làm việc gì mà nó, lúc nào cũng nghĩ đến cái bản ngã to tướng của mình vì phiền não sẽ đến nếu mình làm thành công mình cũng tự phô trương còn thất bại mình bị khổ đau dằn vật ừ à, nên à, khi mình hiểu được như vậy đó mình mới chuyển hóa được cái tâm đó đó cái tâm tân bốc mình lên rồi chà đạp người khác rồi nhất là khi mình có cái tâm ganh ghét đố kỵ à, đối với những cái vị à, bằng mình hay là có đức độ cao hơn mình có phước báo nhiều hơn mình ừ. nhất là những cái vị mà đang có cái bổn phận Hoàng Dương Phật Pháp à, Nên Đức Phật này cũng dài lắm Có rất nhiều câu chuyện Trong thời một quá khứ Có một vị Pháp Sư Vị Cao Tăng Thạc Đức à, Ngài có tài biện luận à, Thuyết Pháp rất hay Cho nên đến đâu à, Ngài cũng hoàn truyền chánh Pháp à, Có thính chúng rất là đông À, trên hàng nghìn à, nhưng mà vì có nhiều người khỏi cái tâm à, ganh ghét đố kỵ cho nên mới à, liên kết với nhau mà đi hủy bán à, vị à, pháp sư này à, do những cái lời hủy bán đó ảnh hưởng tai hại rất là lớn à, đến cái việc mà hoàng pháp của vị này đó nên à, một số người là tin theo những lời hủy bán đó mà không có còn muốn nghe giảng pháp nữa, đó. rồi ừ, những cái vị mà hủy bán cái vị pháp sư đó sau khi mà mất á phải chịu cái quả báo rồi thống khổ rồi như Rồi xuống những cái địa ngục rồi vô số kiếp, rồi như bị à, cái sự hành hình rút lưỡi trâu cài vân v, v. À, sau khi mà đã trả những cái nghiệp à, trong địa ngục xong á, rồi từ từ à, chuyển lên à, làm người trở lại nhưng mà lại bị đuôi mù, à, câm điếc, ừ. rồi khi mà đến thời Đức Phật ngài à, à, xuất thế đó, ừ. dù có theo phật xuất gia tu tập những khổ hạnh nhưng mà vì những cái nghiệp chướng tàn dư cho nên thường khởi những cái tâm tiêu cực độc hại và do những cái tâm đó đó sau này cũng bị đọa lạc ở đây chúng ta thấy không đó là cái quả báo mà phí bán một vị pháp sư đang trên đường Hoàng Dương Chánh Pháp Chịu cái khổ như vậy Chịu quá báo năng nề như vậy đó ừ. Nên đây là Nói cách nhìn trong Đạo Phật à, Nói về Vấn đề mà à, phỉ bán à, Những cái vị à, Đạo cao đức trọng Những vị à, tuyên dương chánh pháp à, Nên Chúng ta phải cẩn thận à, Rồi Đối với những cái vị Đồng tu cũng vậy à. À, tốt nhất là chúng ta Chúng tôi đã trình bày nhiều lần đó à, Là phải à, Có sự khiêm cung Khiêm cung đâu không có nghĩa là Mình xem thường chính mình à, Mà trong Đạo Phật đó, Có hai thái cực Một đó là à, Cống cao ngã mạng à, Xem thường người khác à, Hai là Có tâm tiêu cực à, Xem thường chính mình à, Có tâm tự ti hạ liệt đó đó là hai cái tâm thái mà đức phật này nhắc là phải bỏ à, thì à, cũng vậy đó đối với cái tâm thái mà à, cống cao ngã mạng rồi cộng thêm là phí bán người khác đó mới là cái tâm à, không có trần tránh à, đó là à, phạm cái giới này vì đối với một vị À, hành hành bồ tát là thường à, phải đi tuyên dương phải đi um, à, tán thán công đức của những vị đạo cao đức hạnh à, 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 những cái vị mà đang Hồng dương chánh pháp à, để có nhiều người biết được cái đức hạnh à, của cái vị đó để có nhiều người theo những cái pháp đó để mà tu tập à, thoát khỏi à, sanh tủ luân hồi, à, à, đó mới thực sự là mình hành hành bồ tát. Vì không phải chỉ riêng mình hội trì tam bảo, không phải chỉ riêng mình giảng kinh thuyết pháp, mà mình cũng phải nên à, khuyến khích người khác tu tập à, và cũng phải khuyến khích những người khác nghe những cái vị đạo cao đức trọng đó, những vị giảng sư à, giảng đúng chánh pháp đó à, để họ nghe mà tu tập ha. Ừ, nên đó mới thực sự là cái người vì đạo vì pháp chứ còn nếu mà vì chính mình à, mình so sánh mình tranh giành à, rồi à, mình lúc nào cũng tân bốc mình lên rồi chà đập những vị khác hay những người khác đó là cái tâm tính nó trái ngược với cái bổn hạnh của một vị mà hành hạnh bồ tát ha. Thì để mà kết thành cái tội trọng giới khen mình chơi người đó Thứ nhất đó là chúng sanh Như Chúng ta biết trong cái điều giới nào cũng có ba loại chúng sanh Chúng sanh thượng trung và hạ Thượng các vị thầy tổ của mình Các bậc trưởng thượng Đương nhiên tuyệt đối mình không có thể khởi cái tâm À, mà xem thường, đừng nói chi là khởi cái tâm mà phí bán, ha. À, thầy tổ mình, à, những cái bậc đạo cao đức trọng, ha. Ừ. rồi bậc trung chính là những vị mà bằng mình, à, đương nhiên nếu mà phạm hai cái phẩm thượng và trung này, ha, phạm vào những cái vị à, đạo cao đức trọng hay là thầy tổ mình hoặc là bằng mình đó, mình thường khen chính mình mà chê trách hay là phí bán những vị đó, đó chính là phạm cái căn bổn trọng tội này. Còn chúng sanh hạ phẩm thì chỉ là cái tội nhẹ thôi. Nhưng mà dầu như thế nữa, trong cuộc sống hàng ngày chúng ta nên cố gắng làm sao mà giữ được cái tâm khiêm cung của mình. À, không có công cầu ngã mạng không có à, tự ti hạ liệt à, rồi cộng thêm lúc nào mình cũng khởi cái tâm à, như chúng tôi có trình bày đó như trong kinh à, pháp hoa à, tiền thân của Đức Phật là vị Bồ Tát thường bất khinh đó à, à, lúc nào chúng ta cũng khởi cái tâm như vậy à, noi gương theo Đức Bổn Sư của chúng ta đó Lúc nào cũng khởi tâm là không có dám khinh bất cứ ai. Dẫu đó là người nhỏ, người lớn, dẫu đó là nam hay nữ, dẫu bất cứ ai mình cũng không có dám khinh. Thì giữ cái tâm đó như vậy đó thì chắc chắn chúng ta không có phạm cái giới này. À, đó điều thứ nhất thì chúng sanh tức là là chúng sanh ba phẩm đó. Chúng sanh thượng phẩm và trung phẩm chắc chắn chúng ta phạm một căn bổn trọng tội chúng sanh hạ phẩm là đối với loài vật vân vân thì chỉ phạm tội nhẹ thôi. rồi thứ hai là tưởng là chúng sanh biết đó là chúng sanh hay nghĩ đó là chúng sanh. Ừ. rồi điều thứ ba là phải có tâm khen chê, có tâm khen bình chê người. Đó. đương nhiên như chúng tôi có trình bày đó, trừ những cái trường hợp đặc biệt như mình muốn hàng phục ngoại đạo muốn đem lợi lạc của phật pháp cho những người xung quanh để mình chia sẻ để cho họ trở về chánh pháp chánh đạo thì mình mới có sự so sánh không phải là vấn đề mà mình khen tặng đạo mình mà nói những cái điều chân thật những cái điều lợi lạc thiết thực mà những ngoại đạo khác họ không có chứ không phải mình đặt điều thì đó là những cái điều ngoại lệ à, còn những điều khác như mình có tâm mình khen mình chơi người à, đó là à, cái à, nhân duyên thứ ba ha rồi cái nhân duyên thứ tư là mình à, dùng cách này cách nọ để mà khen mình chơi người à, à, khen mình à, mình thuộc là à, dòng dõi cao quý ha À, dòng dõi vua của chúa à, hay là à, gia đình mình có người à, làm tướng, làm tá trong chính phủ vân à, vân, à, rồi à, hoặc là tự khen mình là mình có những cái à, nghề nghiệp à, à, làm ra tiền nhiều, à, làm bác sĩ, làm kỹ sư vân à, vân, à, à, rồi mình có những cái À, khả năng những cái à, à, khéo léo à, và mình có sự sáng suốt à, những cái nghề nghiệp à, chân tay à, khéo léo à, so sánh như vậy đó à, mình xem thường người khác đúng không à, và cũng như là tự khen mình là chưa từng làm những cái điều xấu điều ác những cái điều mình làm đều làm tạo công đức phước báo hết à. À, thì đương nhiên điều này là Điều không thể nào um, Xảy ra được Vì đã làm chúng sanh uh, Từ lúc mà chúng ta sanh ra đến giờ uh, Trừ khi mà chúng ta Hiểu rõ lý nhân quả uh, Trừ khi lúc nào chúng ta cũng uh, uh, Nhìn lại chính mình Phản quan tự kỷ Thì mình mới giảm bớt cái sự tạo nghiệp Từ ba nghiệp thân khẩu ý của mình còn bằng không đa phần mình từ bước đi từng lời nói mình lại làm khổ với bao nhiêu người rồi nhiều khi mình không có cố tình nhưng vì cái nghiệp lực cũng như là cái tập khí mình nói ra đó làm cho người ta buồn phiền nên đối với phạm phu chúng ta không thể nào mình nói chưa bao giờ mình không có tạo nghiệp xấu mình cũng có tạo nghiệp lành nghiệp xấu nó lẫn lộn và nhất là từ khi mình biết phật pháp biết tam bảo biết tin nhân quả thì mình giảm bớt cái nghiệp xấu thôi mình tăng trưởng công đức lành thiện thôi chứ thỉnh thoảng chính phật tử chúng ta đôi khi nhất là đối với người trong gia đình đối với người mà chúng ta làm việc chung đôi khi vì vô minh À, vọng động hay đôi khi vì vô tình à, mình nói những cái điều mình làm cái việc mà khiến cho người khác buồn phiền mình không có biết. À, nên lý do tại sao trong đạo Phật có cái pháp sám à, hối chỗ đó gội sửa những cái à, tâm tình xấu xa của mình hay là sám hối nghiệp chướng của mình vân vân. nên à, chính mình ha à, lúc nào cũng phải biết à, nếu mình không có chánh niệm thì rất là dễ dàng mình phóng tâm mình à, nói lời này lời nọ làm điều này điều khác à, khiến cho biết bao nhiêu người à, xung quanh bị phiền não bị khổ đau à, nên việc mà tự khen mình tân bốc mình chưa bao giờ làm những điều xấu điều ác điều đó là không thể nào có xảy ra à, nên à, mình phải hiểu mình phải có sự khiêm cung như vậy À, rồi à, à, đôi khi mình cái tâm thức đó, như chúng tôi có trình bày đó, đó là lúc nào cũng nghĩ mình đúng nghĩ mình hay mình giỏi còn người khác là lúc nào cũng dở cũng thua mình à, do cái tâm đó đó lúc nào cũng nghĩ như vậy cái tâm phiền não đức Phật này gọi cái tâm à, công cao ngã mạn á đó cũng là một trong những tâm phiền não đó đó à, Nó à, Nằm tiềm ẩn Trong cái thức loại giao của mình à, Khi đến chuyện gặp chuyện gặp người khác à, Lúc nào mình cũng Khoe khoang à, à, Tự đắc à, Rồi mình chê người này chê người khác à, Nên à, Đó cũng là một cái tâm phiền não vi tế đó. <laughs> Rồi nhiều khi mình không có nói ra lời Mà mình có thể À, diễn đạt bằng cái hình tướng à, hay là bằng cái sắc mặt của mình à, hoặc là mình tự khen cái tướng mạo của mình đẹp đẽ trang nghiêm còn người khác thì xấu xa vân vân ừ. rồi tự khen mình tu tập có nhiều cái công đức à, mình niệm phật nhiều mình tỵ chú nhiều mình có công đức nhiều hơn người khác à, mình chê họ à, tu thiền không có công đức gì cả chúng tôi lấy ví dụ như vậy đó hoặc là có lúc mình à, tự khen mình là ờ à, tôi à, ngồi thiền nhiều à, tôi trì chú nhiều à, rồi những người khác tối ngày chỉ à, xuống à, nhà bếp làm công quả thì không có công đức không có phước báo gì cả à, nên à, đây là những cái điều mà chúng ta à, phải nhớ hơn và mình cho chúng ta tránh trong cuộc sống hàng ngày nên khi nói đến cái điều này đó chúng ta nhớ cái câu chuyện mà à, vua lương võ đế đó hỏi ở tổ bồ đề đạt ma đó ông ta xây chùa in kinh ấn tống hỗ trợ cho tăng di hoàng dương chánh pháp đó, thì có công đức hay không thì tổ nói là không à, à, nhưng mà tổ cũng giải thích à, có công đức khổ lậu À, cũng có công đức để sanh những cõi trời có người nhưng mà không có nghĩa là vì không có công phu tu tập nhưng à, những công đức phước báo đó nó chỉ là tạm bỡ à, 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 khi mà à, hưởng hết thì nó sẽ hết thôi à, quan trọng chính là phải có công đức vô lậu qua cái sự tu tập đó à, à, nên khi mà mình làm những điều lành điều thiện như chúng tôi trình bày đó thì tự nhiên những người khác họ sẽ nhìn họ sẽ cảm nhận sẽ thấy được mình không có cần thiết để mà khoe khoang phô trương đó là cái hạnh của phật tử chúng ta mà đức phật này nhắc nhở đó còn những tôn giáo khác thì đương nhiên là họ đi quảng cáo họ thế này thế nọ đó chuyện của họ chính bản thân của một phật tử chúng ta đức phật ngày dạy đó nếu mình thật sự mình có công đức phước báo thì cũng giống như cái hạt ngọc quý báu nó sẽ tỏa sáng ai cũng mến ai cũng thích ai cũng quý hết chứ không có cần đi mà khô trương khoe khoang rồi mình không cần để mà so sánh mình là giỏi người khác là dở vân vân đó là điều thứ tư còn điều thứ năm là người trước mặt hiểu rõ những cái gì mình nói Chứ là khi mình, mình so sánh mình vậy đó mình nói mình là người giỏi người tốt mình có đức hạnh nhiều có công đức nhiều làm công quả nhiều còn người khác họ chỉ biết rửa chén đưa bát quét dọn chùa cho nên họ không có công đức gì cả à, à, vân vân à, hoặc là trong cuộc sống hàng ngày ha mình nghĩ rằng à, mình có à, tiệm có công ty hay có hay chức phận gì đó đó à, ngoài đời à, còn những người khác đó, họ là thường dân à, họ không có à, của cải tài sản không có một cái địa vị gì trong xã hội không vân à, nên đó chính là những cái điều mà mình tránh không có khởi những cái tâm như vậy đừng nói chi là nói những cái điều mà khiến cho người khác họ cảm thấy mặc cảm à, họ cảm thấy buồn phiền à, thì trước khi giảng à, xong cái giới này đó tôi cũng nhấn mạnh đó, à, tại sao mà đây là cái giới rất là quan trọng trong cái hành bồ tát á nhưng tôi có giảng rất nhiều lần à, cái chính nhất là tân bốc mình lên à, và thứ hai là che trách người khác xem thường người khác à, dìm người khác đó mới là nặng Ừ, à, vì nó trái ngược lại với cái phẩm hạnh của một vị hành hạnh bồ tát à, lúc nào cũng sống khiêm cung và lúc nào cũng à, nghĩ à, không có dám mà xem thường người khác như Bồ Tát thường bất khinh. À, lúc nào cũng à, nói hay tán dương à, những cái đức hạnh, những cái công đức của những người Phật tử à, thường đi chùa những người bạn đạo của mình hoặc là những vị đạo cao đức trọng những vị pháp sư đang hoàng dương chánh pháp để những cái vị đó cùng với chúng ta hoàng dương chánh pháp ở cái cổ đời này hoặc là mình nhờ những cái lời mình khuyến khích người khác đi nghe pháp với những vị pháp sư đó đó nhiều người họ được lợi lạc Biết tu tập đương nhiên đối với mình mình cố gắng giải thích cho họ nghe đó. thì đó mới thực sự là cái người hành hạnh bồ tát chúng ta thấy đó nhất là quý phật tử ở đây đó, nếu mà chúng ta có thể à, à, xem xét ha, suy gẫm à, đa phần cái vị mà có tâm phóng khoáng à, có cái tâm thanh tịnh à, làm giả sử nếu mà có người nào, Phật tử nào mà đến hỏi pháp mình mà mình không có hiểu rõ à, cách thức để mà giải thích những câu hỏi đó đó thì mình cũng phải nên à, nói những người đó đó tới gặp những cái vị đạo cao đức trọng hơn mình, à, những vị bậc tiền bối, những vị đi trước, những vị có thể giải thích những cái điều đó cho Phật tử nghe thì mới thực sự là người vì đạo vì pháp chứ không phải vì mình đó. À, còn ngược lại đó có những vị mà khi có người tới hỏi mà mình không biết trả lời như thế nào rồi mình không có à, khuyến khích họ đi tới những cái vị à, đạo cao đức trọng hay là những vị giảng sư để mà cầu tìm à, những lời giải đáp hay để cho họ thông suốt à, những câu hỏi đó nên chúng ta thấy đó hồi xưa không phải các vị thiền sư không thôi à, à, bất cứ à, các vị à, cao tăng thánh tăng nào đó ở bất cứ xứ nào ở tây tạng ở việt nam à, trung quốc Biển biển v v à, những cái vị đó đó nếu là những vị đạo cấp đức trọng những vị liễu đạo rồi đó thì các ngài thường khuyến khích phật tử mình à, đến học đạo với những vị đạo cao đức trọng khác, chứ không có sợ mất phật tử à, hoặc là khuyến khích với phật tử ở chùa mình đến nghe những bài pháp của những vị khác, vân vân à, để mở mang cái kiến thức à, hiểu rõ à, chánh pháp nhiều hơn. Thì đương nhiên nếu mà mình có nhân duyên lành với một vị pháp sư, một vị giảng sư thì mình càng nghe thì mình càng lãnh giải mình càng hiểu rõ điều đó là điều rất là hay rất là tốt ừ. trong đạo Phật không có cái việc mà tuyệt đối chỉ nghe một vị giảng sư thôi một vị pháp sư thôi mà có cái duyên với ai mình có thể đến học những cái vị đó người đương nhiên trong đạo có nói vấn đề làm Phật tử chúng ta dỗ xuất gia tại gia đó Có một vị bổn sư Bổn sư vị thầy gốc Ở chỗ nơi nương tựa Rồi có những vị y chí sư y chí sư là Có nhiều vị Có thể mình nay mình học Pháp môn này Mà học một pháp môn khác Vân vân Thì điều đó nó rất là Thiết thực trong cuộc sống hàng ngày Như các em sinh viên mà đi học á, Giả sử các em học về ngành kỹ sư chẳng hạn uh, ngành uh, giáo dục chẳng hạn thì có những vị giáo sư chuyên về dạy những cái ngành đó uh, còn những vị giáo sư khác um, học hay dạy những cái môn khác mình cũng học nhưng mà vì mình học với ngành kỹ, kỹ sư thì học chính nhiều với những vị giáo sư dạy về cái ngành giáo, uh, kỹ sư đó hay về ngành giáo dục đó đó Ừ, thì ở đây à, à, giờ tại sao mà đạo Phật của chúng ta không có à, một cái sự ràng buộc trói buộc gì với nhau ở chỗ đó à, à, càng hiểu rõ Phật pháp thì mình càng à, khuyến khích à, những người à, có duyên với mình à, à, càng cố gắng tu tập à, càng mở rộng cái tâm thức à, à, để à, biết được cái cách thức tu tập biết được cái cách thức để mình giúp đời giúp người à, giả sử mình có cái sự hiểu biết gì mình cố gắng mình chia sẻ à, chứ không có à, bỏng sẻ à, ích kỷ à, thì nói tóm tắt lại đó cái giới này nhắc chúng ta đó à, đừng bao giờ mà tân bốc cái bản ngã mình lên à, đừng bao giờ mà chà đạp người khác à. À, vì đó trái à, với cái tâm hạnh à, của một vị hạnh hạnh bồ tát à, à, lúc nào mình cũng giữ tâm khiêm cung à, lúc nào mình cũng giữ cái tâm tán à, thán tuyên dương à, khuyến khích người khác à, làm những việc lành việc thiện hay à, là tu tập cho à, à, nên chúng ta thấy những cái à, gương lành à, của các vị tổ như chúng tôi thường trình bày đó tổ hư vân ngài lúc nào đến đầu ngài cũng khuyến khích quý phật tử đó tu thiền ngài cũng khuyến khích tu niệm phật ngài cũng khuyến khích tu pháp môn nào ngài cũng khuyến khích hết chứ không có phải là so sánh tu thiền là dỗ là hay niệm phật là dở vân vân bất cứ ai tu pháp nào miễn sao tu đúng chánh pháp miễn sao càng tu tâm càng an lạc thanh thản À, càng giảm bớt phiền não, ừ. à, đó là cái pháp môn đúng à, hay với mình. Còn những người khác họ tu những pháp môn khác, để quyền của họ, à, mình không có à, những cái lời khen tặng, tán dương họ thì thôi, đừng có bao giờ mà so sánh rồi à, Phí bán chê trách, à, trong khi mình tân bốc mình à, thì đó, đó chính là cái giới à, không à, khen mình chơi người ở chỗ đó ở tầm quan trọng của cái giới này chỗ đó nên đối với những vị nào mà phát tâm thọ với bồ tát chúng ta nên nhớ những điều căn bản này không rồi à, hôm nay chúng ta sẽ học qua à, cái giới à, mà chúng tôi thấy rất là à, thiết thực à, bổn sẹn lại thêm hủy bán À, nó cũng gần như là à, Liên hệ với cái giới Mà chúng ta mới vừa học đây đó à, Không khen mình chơi người Mà nói, nói về bóng giới là bổn sẻn lại thêm hủy bán à, à, Kinh dạy đó à, Nếu Phật tử Tự mình bổn sẻn Bảo người bổn sẻn Nhân bổn sẻn Duyên bổn sẻn Cách thức bổn sẻn Nghiệp bổn sẻn phật tử khi thấy những người bận cùng đến cầu xin phải cấp theo chỗ cần dùng của họ nếu không như thế là đem lòng giận ghét cho đến không cho một mãi mai nếu có người đến cầu học giáo pháp cũng chẳng nói một câu một kệ lại còn xua đuổi quả mắng phật tử này phạm bồ tát ba la di tội thì ừ, đây á những cái giới à, mà chúng ta thường nghe à, giới của người phật tử năm giới đó à, rồi à, à, tám giới quân trai à, rồi à, giới xe di vân vân à, những cái giới đó không có nói về vấn đề này à, trong cái điều giới này nói là à, tuyệt đối hơn à, mình nên tránh à, cái À, tâm là bỏng sản là thêm hủy bán à, người ta đến xin mừng mình bỏng sản mình keo khiết à, không những bỏng sản keo khiết nữa mà là hủy bán nữa ừ, đó mới là nặng cũng giống như trên đó ừ, tân bốc mình lên à, rồi chà đạp người khác đây mình bỏng sản là mình giữ cho bò bò chính mình à, không có muốn chia sẻ à, cho những người xung quanh rồi mình khởi cái tâm uh, xem thường hủy bán à, đây ví dụ rất là dễ hiểu là giả sử cái người homeless mà họ đứng trước ngã tư đường hay chỗ đèn xanh đỏ đó à, mình chạy xe đi ngang qua mình đã ích kỷ thôi mình không có cho gì thôi à, mình chửi họ mắng họ đó chính là mình phạm cái tội này đã không thì uh, uh, đây là cái điều giới mà chúng tôi nghĩ rất là thiết thực à, Chỉ có những cái vị mà hành hạnh Bồ Tát mới hiểu được, thẩm thấu được thôi Còn bình thường, à, con người đó à, Khi mình có cái tâm bỏng sẻn Thì mình không có muốn chia sẻ với mọi người xung quanh à, Còn ở đây, ha, Đức Phật Ngài dạy thêm à, Vừa có cái tâm bỏng sẻn à, bo do giữ cho chính mình là vừa có cái tâm xem thường à, người khác, à, phỉ báng à, người khác, à, thì cái tâm bọn sẻn đó đó, à, chúng ta à, biết không à, à, là mình có của hay cả có pháp hay có cái trí huệ à, mà mình không có muốn chia sẻ cho bất cứ ai cái đặc tính cái tâm bọn sẻn này lắm là, là mình muốn ôm ấp gìn giữ những gì mình có, mình không có muốn để mất Không có muốn để hư hao, tổn thất Ở ừ. đó cái đặc tính của tâm bổn sản Rồi cái chức năng là mình không muốn chia sẻ bất cứ ai Vì mình nghĩ đó là tiền của của mình Đó là tài sản của mình Rồi cách biểu hiện là mình không có muốn chia sẻ bất cứ ai Rồi À, cái điểm chính là mình muốn chấp giữ tất cả những cái gì mình có cho à, nên à, đối với cái vị mà hành mà Bồ Tát đó à, là phải dùng cái tâm từ để mà đối trị cái tâm bổn sản này à, và trong đạo đó à, có nói về năm loại bổn sản à, thứ nhất là bọn sản về trú xứ là cái chỗ mình ở À, không phải chỉ riêng nhà cửa à, của mình mà có thể là chỗ ngồi của mình à, bất cứ gì mà mình ở mình ngủ nghỉ à, lấy ví dụ như à, à, có à, người à, khách nào tới đó à, à, họ muốn à, ở qua đêm chẳng hạn À, mình dùng cái lý do này, lý do khác Mình không có muốn à, họ ở nhà mình chẳng hạn ừ, Đó là bổn sản về trú xứ đó à, Rồi kế tiếp là bổn sản về à, Cái huyết thống về giai cấp là à, Mình phân chia giai cấp Mình nói à, dòng tộc tôi à, Nó cao à, hơn dòng, tộc, à, dòng họ của người khác dòng tập tôi từ à, vua chúa vân à, vân à, thì à, do cái sự à, bỏng sản về huyết thống gia cấp như vậy đó cho nên mình không thể nào mà có cái tâm à, tôn trọng à, kính trọng những cái người khác à, đối xử người khác công bằng, bình đẳng được à, rồi cái điều thứ ba là bỏng sản về lời khen à, à, trong cuộc sống hàng ngày ha. À, Và khi đến chùa tu tập cũng vậy à, Nếu mình thấy người thân của mình Họ làm điều lành điều thiện Mình không có à, à, Khen tặng họ ha. À, Với lời chân thật chứ không phải tầng bốc họ Hoặc mình thấy những cái Phật tử đang tu tập chân chánh à, Đang tinh tấn tu tập à, Mình không có khởi cái tâm mà tán thán khuyến khích họ đó, đó cũng là bổn sản về những lời khen tặng đó. Ừ, Thì ở đây chúng ta thấy đó, đối với người tây phương cái cách mà họ dạy đó, dạy các em nhỏ đó, bậc tiểu học đến bậc trung học đó, thì đa phần nói về cái lời khen nhiều hơn. Ừ, còn đối với cách dạy của người Việt Nam mình hay là người Ái Châu nói chung á, À, là thường à, không có khen tặng nhiều mà thường có lời quả trách nhiều Nó, dẫu là biết con cái mình học giỏi à, nhưng chê chê trách để xử như con cái mình à, được chín điểm rưỡi 10 điểm gì đó nói à, con cái mình à, học như vậy đâu có um, xứng đáng mà được chín uh, điểm rưỡi 10 điểm gì đó đó thì đương nhiên theo cái truyền thống mỗi truyền thống có cái sự suy nghĩ hay là có cách thức khác nhau cái nào cũng có cái hay cái nào cũng có giỏ cái hay là khi mà mình nhắc nhở con cháu mình được chín điểm rưỡi điểm điểm thì cũng đừng có vội gọi là gỡ mừng hay là khởi tâm cao ngạo đó là cái điểm hay nhưng cái điểm dở là khi mình nói những điều như vậy á, làm cho các em nhiều khi cục hứng đi, không có cố gắng học hành thêm nữa. Đó là truyền thống Á Đông của chúng ta đó. Còn truyền thống bên người Mỹ hay Tây Phương á, các em nhỏ mà có làm những cái điều gì đó hay là học được giỏi hay là khá chút xíu á, họ cũng cho các em bằng khen để mà tán dương để mà khuyến khích các em học thêm nữa, điều đó đều đều rất là tốt. Nhưng mà đôi khi khen tặng nhiều quá đó, làm cho các em nó dễ vui, không có cố gắng học gì nữa, Nên nghĩ là có đủ rồi. Nên vấn đề là không phải việc mà tốt hay xấu đúng hay sai. Mà mình có biết cách dùng đúng lời đúng chỗ đúng lúc đúng người hay không ừ, thì nó tóm tắt lại đó cái bọn sản về lời khen à, Đây là cũng một phần cái tâm thái của con người ừ, thì à, mình cũng phải biết cách dùng à, nên à, khi mình à, tiếc những cái lời khen thật sự cũng là cái bọn sản À, đương nhiên kế tiếp là bọn sẽ về à, tài sản vật chất à, chúng ta thấy rất hơi rõ ừ. con người chỉ bò bò giữ tài sản của cải của mình chứ không có dám chia sẻ à, ngay cả vợ con chồng con ngay cả những cái người thân nữa rồi ừ. à, bọn sẽ về pháp à, sự mình biết Phật pháp mình biết tu tập biết niệm Phật biết trì chú biết hành thiền biết cái pháp mà mình Tư tập để tâm mình được an khi ai nói hỏi mình mình không chịu chia sẻ những cái kinh nghiệm những cái sự hiểu biết về những cái pháp mình tu đó cũng chính là bổn sản pháp ừ, đây là năm loại bổn sản mà chúng ta sẽ nói thêm nhiều vào những cái lần sau ha và thôi cũng quá giờ tôi xin tạm dừng ở đây ha đây là cái phần đầu của cái giới không có bổn sẻn lại thêm hủy bán hay chửi mắng đó. như tôi có lấy ví dụ đó, mình gặp người homeless mình không có muốn chia sẻ thì thôi còn nếu mình không có muốn chia sẻ mà mình lại chửi trách họ quả mắng họ thế này thế nọ đó đó là mình phạm cái giới này phạm cái giới trọng này đó vì nó trái ngược với cái tâm hành của Bồ Tát tâm hành Bồ Tát là lúc nào cũng phải vị tha phải cho ra để mình có cái duyên lành với người khác nên lý do tại sao mà cái giới cái điều đầu tiên á trong sáu ba la mật là bố thí đó bố thí trôi ra bố thí tài bố thí pháp bố thí vô ý mình có trôi ra mình mới có gieo duyên với người khác mình có cho ra mình mới có tăng trưởng công đức phước báo của mình mà giờ trái ngược lại mình lại bón sáng à, mình không có muốn cho ra mình không có muốn chia sẻ à, không muốn chia sẻ về uh, chỗ ở của mình hay về uh, tài sản của cải của mình hay về phật pháp mình hiểu biết hay về, về cái trú xứ hay chỗ ở của mình hay về cái huyết đóng giai cấp vân vân dòng tộc vân vân nên đó là những cái điều mà Đức Phật này nhắc hàng Phật tử chúng ta những cái vị mà hành hạnh Bồ Tát nên tránh hoặc nên cố gắng mà chuyển hóa rồi thôi chúng tôi xin tạm dừng ở đây ha để kỳ sau tôi sẽ trình bày tiếp dạ nam mô bổn sư thích ca mâu ni phật